Không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bộ Não. Con người từ trước đến nay đều có một thứ không hề đổi thay. Đó là mong muốn lưu giữ hình ảnh, ký ức về những người thân hay về những sự kiện đã qua. Thời nay chúng ta có video và ảnh điện tử, trước đó là ảnh phim, trước đấy nữa là tranh vẽ, rồi cổ xưa nhất là những bức họa trong hang động hàng triệu năm trước. Những chủ đề thì rất là đa dạng, từ phong cảnh, chân dung, sự kiện hay thậm chí là bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng ngoài ra thì dường như dù là thời nào đi chăng nữa thì chúng ta đều có mèo. Video mèo, ảnh mèo, tranh mèo, tranh mèo trải dài về quá khứ xa xưa, thậm chí là từ hơn 2.000 năm trước. Năm 2020, tại Peru, trên một ngọn đồi nằm ở sa mạc cách thủ đô Lima 400 km về phía nam, người ta đã tìm thấy một bức họa hình con mèo khổng lồ. Có thể thấy đây là tư thế đang nằm chễm chệ tắm nắng quen thuộc của hoàng thượng, với đôi mắt mở to ra như đang thôi miên loài người làm nô lệ cho nó vậy. Bức họa có độ dài 37m và được vẽ bằng cách khắc lên đá với những đường nét có chiều rộng 30-40cm. Chú mèo này đã được tình cờ phát hiện trong lúc những người nhân viên đang bảo trì khu vực này để chuẩn bị đón du khách đến. Theo các chuyên gia, nếu như không được phát hiện kịp, bức họa mèo này có thể sẽ bị biến mất nhanh chóng, tại vì nó được vẽ trên một sườn đồi dốc mà đang có nguy cơ sạt lở cao. Rất may là họ đã vào cuộc để bắt đầu bảo tồn. Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Càng tìm hiểu về chú mèo này, chúng ta càng phát hiện ra nhiều điều thú vị. Đầu tiên, bức họa mèo được tìm thấy ngay cùng chỗ với một khu di tích UNESCO, đó là quần thể tranh địa lý Nazca. Quần thể tranh địa lý Nazca là một khu di tích trải dài 500 km, chứa hàng trăm những bức tranh giống như chú mèo kia. Chúng ta có thể tìm thấy những bức họa lớn về động vật như là một con khỉ dài 110 m, một con chim ruồi dài 50 m, một con nhện dài 46 m và một con bồ nông dài đến 285 m. Các nhà khảo cổ học ước tính rằng những bức tranh này được vẽ vào hơn 2.000 năm trước bởi con người thuộc nền văn minh Nazca. Nền văn minh này tồn tại từ khoảng những năm 200 trước công nguyên cho đến tận năm 600 sau công nguyên. Nguyên nhân mà họ có thể vẽ được những bức họa này nằm ở chính đặc điểm địa chất nơi đây. Đất ở khu vực này được chia làm các tầng. Tầng trên là lớp đất đá tối màu và ngay dưới đó là lớp đất sét có màu sáng hơn. Nên là người Nazca chỉ cần cuốc hay là dụng cụ gì đó để khắc một tí là xong. Nền văn minh này sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn sau một trận lũ, ngay tiếp đó là hạn hán gay gắt liên tiếp. Cái nóng đã khiến cho con người thời đó không thể sống được, nhưng chính nó lại làm cho đất đá trở nên khô cằn và cứng cáp, từ đó giúp cho những bức họa địa lý trường tồn theo thời gian. Mà các bạn biết điều mỉa mai là gì không? Những bức tranh này được vẽ lên là để cầu mưa. Ban đầu các nhà nghiên cứu suy đoán rằng người thời xưa đã khắc xuống đất những hình thù này là để phục vụ cho việc quan sát các ngôi sao và tính lịch. Có thể là từ các ngôi sao họ nối lại thành những con vật kiểu như chòm sao ấy. Cơ bản là làm cho khu di tích Nazca này thành một cái lịch khổng lồ. Tuy nhiên gần đây, các nhà khảo cổ học lại phát hiện ra những mảnh vỏ chai của loài Spondylus chỉ xuất hiện ở vùng biển phía bắc Peru. Có nghĩa là người dân mang vỏ chai này từ biển vào đất liền. Và thế thì chỉ có một mục đích thôi. Đấy là cầu nước, cầu mưa. Và sau khi cầu thì bạn biết kết quả rồi đấy. Ông trời cho một quả lũ to luôn, rồi sau đó là hạn hán. Kiểu như cầu nhiều thì ban một lần cho hết luôn ấy, xong rồi kệ luôn. Quay lại vấn đề con mèo, mặc dù được nằm trên cùng khu di tích Nazca, nhưng các chuyên gia lại nhận định rằng nó được vẽ từ trước cả thời Nazca phải khoảng 100 năm gì đấy. Và nó thuộc một nền văn minh tên là Paracas. Khi mà so sánh với những hình ảnh trên đồ gốm và đồ vải của nền văn minh này mà đã khai quật được, thì họ thấy những con mèo được vẽ rất giống với bức họa trên sườn đồi kia. Thậm chí họ còn suy đoán được rằng đây là loài mèo Leopardus jacobita sinh sống ở vùng núi Andes. Một số dân tộc bản địa nơi đây còn coi loài mèo này là thần thánh. Vậy nếu như những nhà khảo cổ học đúng, thì có thể bức họa mèo kia là bức đầu tiên được khắc tại nơi đây. Tức là ngay khi người ta biết được rằng mình có thể vẽ trên nền đất, thì thứ họ nghĩ đến trước tiên là một con mèo đang tắm nắng. Mặc dù khu di tích Nazca không được dùng để quan sát thiên văn, nhưng mà không biết nếu như mà có thì liệu người thời đấy có thể giải thích được cái kết cấu của sao thổ không nhở? Tại vì khi mà ngôi sao này mới được phát hiện thì con người đã đưa ra những lập luận khá là kỳ lạ
để giải thích cho hệ thống vành đai của nó. Trong thời kỳ hiện đại bây giờ thì không ai là chưa nhìn thấy sao thổ cả. Không nói đến việc phải dùng kính thiên văn để nhìn hay phải học trên trường lớp, cái thiết kế của hành tinh này nổi bật và bắt mắt đến nỗi mà người ta sẽ nhét nó vào mọi loại tác phẩm văn hóa đại chúng mà có chủ đề là vũ trụ. Nào là cảnh phim ngoạn mục này trong WALL-E của Pixar, sự xuất hiện của con tàu Enterprise trong Star Trek, lừng lững trước mặt Isaac trong Dead Space phần 2, hay là đòn Supernova của Sephiroth trong Final Fantasy 7. Không những vậy, chỉ cần Google một chút là chúng ta sẽ biết được luôn rằng vành đai của sao thổ chứa chủ yếu là hạt băng cùng với một lượng nhỏ bụi và đá, có bán kính từ 6.630 cho đến 120.700 km tính từ tâm hành tinh. Tuy nhiên, người ngày xưa với công cụ quan sát thô sơ, họ không thể hiểu được rằng một cái vành đai như vậy có thể tồn tại. Do đó, họ đã cố đưa ra những lập luận của riêng mình. Người đầu tiên mà thực sự nhìn thấy sao thổ là Galileo Galilei, cha đẻ của thiên văn học hiện đại. Sử dụng loại kính thiên văn mà ông tự cải tiến, thì vào năm 1610, ông đã nhìn thấy cái này. Nó khác hẳn với tất cả những hành tinh hình cầu khác. Ban đầu, Galileo tưởng rằng hành tinh này có hình oval, nhưng mà không, khi quan sát kỹ hơn, ông nhận ra rằng hình như cái hành tinh này có hai cái tai ở hai bên, nó như là tay cầm của cái cốc vậy. Ông viết lại rằng ngôi sao thổ này không phải là một hành tinh, mà là một tập hợp gồm ba hành tinh gần như chạm vào nhau, với hành tinh ở giữa lớn hơn hai hành tinh còn lại. Đấy là quan sát và lập luận của một nhà thiên văn học. Vậy với người trông coi thư viện của tòa thánh Vatican, trực tiếp nhận sự chỉ đạo của giáo hoàng thì sao? Leo Alatius là một học giả và một nhà thần học người Hy Lạp. Ông tốt nghiệp ở Rome rồi nghiên cứu tại đó một thời gian dài. Đến năm 1661 thì giáo hoàng Alexander Đệ Thất đã giao cho ông nhiệm vụ làm người trông coi thư viện của Vatican. Sau khi Galileo đưa ra giả thuyết rằng sao thổ có cấu trúc gồm ba hành tinh ghép vào nhau, Alatius đã bác bỏ nó. Trong bài tiểu luận mang tên De Praebutio Domini Nostri Jesu Christi Diatriba, ông đã tự đưa ra lời lý giải cho riêng mình. Khi mà Chúa Giêsu lên thiên đàng thì mọi bộ phận của Chúa, kể cả khi đã lìa khỏi thân thể, cũng sẽ lên thiên đàng theo. Trong đó có cả bao quy đầu. Và trong bài luận đó, Alatius nói rằng sao thổ không phải là ba hành tinh ghép lại, mà là một hành tinh với một cái vòng bao quanh. Cái vòng đấy chính là bao quy đầu của Chúa Giêsu. Mình nên nói thêm là bài luận đấy mà ông viết dịch ra tiếng Việt là Đàm đạo về bao quy đầu của Đức Chúa Giêsu. Ở ổng viết một bài tiểu luận chỉ để nói về nó. Ít ra Alatius đúng một điều, rằng đúng là có một cái vòng bao quanh sao thổ thật. Cái truyền thuyết xoay quanh bao quy đầu của Đức Chúa thực ra cũng khá là thú vị. Có một câu chuyện về Thánh Catherine của thành Siena. Bà là một nữ tu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giáo hội Công giáo Rome. Năm 20 tuổi, Thánh Catherine có một khải tượng, một cảnh mộng rằng mình có một cuộc thành hôn thiêng liêng với Chúa Giêsu và Ngài trao cho bà một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó là bao quy đầu của Chúa. Khi tỉnh dậy thì tất nhiên trên tay bà không có gì cả. Nhưng Thánh Catherine nói rằng chiếc nhẫn vẫn ở đó và chỉ bà mới có thể nhìn thấy mà thôi. Ngoài ra thì tùy vào tài liệu mà bạn đọc, có thể có 8, 12, 14 hay thậm chí là 18 thị trấn khác nhau thời Trung Cổ đều khẳng định là họ giữ cái bao quy đầu thật. Đến mức mà vào năm 1900, Vatican đã ra chỉ thị rằng bất cứ ai viết hay thậm chí là chỉ nói về cái bao quy đầu thần thánh thôi là sẽ bị vạ tuyệt thông, tức là bị khai trừ khỏi tổ chức giáo hội. Nhưng mà bạn chỉ nghe mình nói thôi mà, mình không viết với cả nói lại cho người khác thì sẽ không sao đâu, yên tâm. Nhân tiện nói về việc chỉ nghe thôi, mình luôn cảm thấy thương những người gặp các tật, các bệnh về mắt mà khiến họ không nhìn được nữa. Việc mà họ có thể sinh hoạt được chủ yếu bằng thính giác và những giác quan khác khiến mình cảm thấy cảm phục. Nhưng dù là người mù thì họ cũng sống như những người khác, đúng không? Thậm chí là vẫn có thể tiếp xúc với thông tin hay sách báo và các tác phẩm văn học thông qua việc nghe TV hay nhờ vào audiobook, thậm chí là cầm sách đọc luôn, miễn là nó được in bằng chữ Braille. Cho những ai chưa biết thì chữ Braille là một hệ thống chữ cái nổi được đa số người khiếm thị sử dụng. Họ chỉ cần chạm vào thôi là sẽ có thể đọc những gì được viết ra như mà cách chúng ta đọc chữ vậy. Nó giúp ích rất nhiều cho những người đam mê đọc sách và nó cũng rất giúp ích cho những chàng trai trẻ khiếm thị ở độ tuổi đôi mươi. Các bạn có biết là từng có tạp chí Playboy dành cho người mù không? Cái mà bạn đang nhìn thấy đây
là bảo vật của quá khứ, một tuyệt tác đại diện cho sự bình đẳng, khẳng định rằng ai cũng có quyền được chiêm ngưỡng cái đẹp của người phụ nữ bằng cách này hay cách khác. Tất nhiên là hình ảnh những cô gái gợi cảm không phải là nội dung duy nhất của Playboy. Tạp chí này còn là nơi đăng tải những bài phỏng vấn người nổi tiếng, từ ca sĩ, diễn viên, đạo diễn cho đến chính trị gia, nhà báo, tay đua và kiến trúc sư. Không chỉ thế, Playboy từ lâu đã là nơi những nhà văn nổi tiếng ra mắt những mẩu truyện ngắn của mình. Tạp chí này đã từng hợp tác với Ernest Hemingway, tác giả của Ông già và biển cả, hay Haruki Murakami, tác giả của Kafka trên bờ biển, hoặc là Ian Fleming, cha đẻ của series tiểu thuyết về James Bond. Thậm chí, nếu như các bạn có xem số soi game thứ 66 của Phê Game, thì tạp chí này còn giải thích tại sao tựa game Superman 64 lại tệ như vậy. Từng đấy nội dung độc quyền cho Playboy, mà chẳng lẽ người khiếm thị sẽ không bao giờ được đọc sao? Đó là lý do vào năm 1970, dịch vụ Thư viện Quốc gia Mỹ dành cho người khiếm thị và tàn tật đã bắt đầu in phiên bản chữ Braille của tạp chí này. Quốc hội đã dành ra $103,000 một năm để sản xuất 1.000 tờ cho mỗi tháng. Tuy nhiên, khác với những gì mà mình nghĩ, và chắc hẳn cũng khác với những gì mà các bạn nghĩ, Playboy dành cho người khiếm thị thực ra lại cực kỳ bình thường. Nó không hề có hình ảnh, nó cũng không có mô tả hình ảnh luôn. Tức là sẽ không có kiểu Elka dựa lưng vào tường, trên người cô chỉ có thắt lưng của người thợ làm gỗ, hay là Anna uốn người trên bàn ghế, không mảnh vải che thân. Không có mấy cái đấy. Nhưng mà nó vẫn có những bài viết về tình dục, kiểu tất nhiên rồi, Playboy mà. Tuy nhiên, kể cả khi đã an toàn như vậy, các chính trị gia Mỹ lại thấy nó như một thứ cần phải bị loại bỏ. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Chalmers Wiley đã lên án gắt gao tờ tạp chí này, nói rằng những thông tin trên tờ Playboy không phù hợp và không hề thỏa mãn được người khiếm thị. Cùng với đó là đây là một sự lãng phí tiền thuế. Năm 1985 thì Hạ viện đã bỏ phiếu với 193 trên 216 phiếu đồng thuận là dừng sản xuất Playboy phiên bản chữ Braille. Tất nhiên là nó đã gây ra một sự bất bình. Cộng đồng người khiếm thị, 41 thành viên Hạ viện, Hội đồng khiếm thị Mỹ, Hiệp hội cựu quân nhân khiếm thị, Hiệp hội Thư viện Mỹ và tất nhiên là tập đoàn Playboy đều đứng lên chống lại quyết định này. Họ cho rằng đó là một hành động kiểm duyệt đối với người khiếm thị và độc giả Mỹ và vi phạm vào tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó có đảm bảo về quyền tự do báo chí. Với sức ép lớn như vậy, chỉ một năm sau, vào năm 1986, luật cấm Playboy bản Braille đã bị loại bỏ, một chiến thắng rực rỡ dành cho người khiếm thị. Đến năm 2000 thì phiên bản tạp chí này vẫn có đến 500 người đăng ký. Giờ thì việc xuất bản cũng dừng rồi, tại vì chúng ta có audiobook, dùng điện thoại thông minh là nghe được Playboy. Nhưng đó vẫn là một phần của lịch sử. Vì vậy, một số tờ tạp chí đã được lưu giữ lại ở bảo tàng tình dục tại New York. Và giờ là thời lượng của một số sự thật nho nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Hạt Pickaway tại bang Ohio, Mỹ tồn tại khá nhiều khu vực mang tên Hitler, bao gồm có đường Hitler, nghĩa trang Hitler Ludwig và công viên Hitler. Những nơi này rõ ràng là không được đặt tên theo một tên độc tài nào đấy ở Đức, mà thực ra là đặt tên theo một gia tộc sống tại đây mà tình cờ có họ là Hitler. Hạt Pickaway có nhiều người thắc mắc về cái tên đến mức mà năm 2011, tờ báo lân cận đã phải ghi cụ thể rằng nhà Hitler đều là những người công dân gương mẫu. Cơ mà cái buồn cười hơn nữa là trong gia đình có một người tên là Guy Hitler, một nhà sĩ, và con trai của ông thì tên là George Washington Hitler. Tiếp theo, ở Ý, từ năm 1953, ngân hàng Credito Emiliano đã chấp nhận phô mai làm vật thế chấp cho vay vốn. Tất nhiên là không phải loại phô mai nào cũng dùng được. Ngân hàng này chỉ nhận Parmigiano Reggiano hay Parmesan, thứ được gọi là vua của mọi loại phô mai. Nó có thể được dùng để thế chấp tại vì khi mà đủ chín và bán ra, mỗi một khoanh Parmesan này có trị giá nhiều nghìn đô la. Ngân hàng Credito Emiliano cũng được xây dựng như một cơ sở để bảo quản phô mai luôn. Thành ra là các gia đình có thể đem khoanh phô mai Parmesan mới đến để thế chấp và họ sẽ bảo quản nó cho đến khi chín, là từ 18 đến 36 tháng. Hiện tại thì ngân hàng đang giữ tới 300.000 khoanh phô mai với tổng trị giá là gần 174 triệu đô la. Còn trong cuộc thi chú chó xấu nhất thế giới được tổ chức ở California thì đây là kẻ thắng cuộc. Nó có tên là Mr. Happy Face và nó là giống lai từ Chihuahua,
và trò có màu từ Trung Quốc. Và đó là sự thật cuối cùng cho số bổ não ngày hôm nay. Các bạn đón chờ tuần sau để được biết thêm về nhiều thông tin thú vị hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.